dược y tế Nguyễn Hải cần tuyển gấp lái xe B2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc, lái xe phục vụ cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong công ty và vận chuyển hàng, đưa đón nhân viên công ty đi công tác tỉnh khi có chỉ đạo, kiểm tra trạng thái, tình hình phương tiện, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo xe, phương tiện luôn sạch sẽ, an toàn, tham gia hỗ trợ công tác hành chính hậu cần, các công việc khác theo yêu cầu. Yêu cầu công việc, giới tính nam, độ tuổi từ 23 đến 29, có bằng lái xe từ hạng B2 trở lên, lái được các loại xe từ 4 đến 7 chỗ và vận tải nhẹ. Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí lái xe, chấp nhận đi công tác, đôi khi đi công tác ngoài giờ, khỏe mạnh, nhiệt tình trong công việc, trung thực, chịu được áp lực công việc cao, thanh thạo đường phố thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên các ứng viên ở quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè, quyền lợi được hưởng, mức lương dao động từ 7 đến 10 triệu đồng tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên, chế độ khen thưởng xứng đáng, cơ hội thăng tiến cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước, được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương thưởng, nghỉ Tết. Yêu cầu hồ sơ bao gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, các bằng cấp khác có liên quan. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn dược y tế Nguyễn Hải, địa chỉ 53 đường số 9, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ 0903 905 047 gặp anh Minh, 0903 718 244, 0286 266 3573 gặp chị Ánh, phó giám đốc công ty. Vui lòng truy cập website việclamnambo.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ. Xin chân thành cảm ơn.